Thế vấn đề xạ trị đối với ung thư phổi hay là các loại ung thư, nó là một trong những các cái vũ khí chiến lược trong vấn đề điều trị ung thư, bao gồm có phẫu thuật hóa trị, xạ trị và điều trị nội khoa. Thế thì vấn đề xạ trị thì cho ung thư phổi cũng được chỉ định xạ trị diệt căn ung thư phổi với cái giai đoạn là sớm. Nếu bệnh nhân có chống chỉ định về phẫu thuật, chống bệnh về hóa chất thì người ta vẫn điều trị bằng cái xạ trị. Với cái xạ trị thì có thể làm cho có một số trường hợp nó có thể tan hoàn toàn khối u, nhưng mà theo thời gian từ sau điều trị ít nhất là 1 tháng đến 3 tháng có một số nó còn lại u rất nhỏ, nhưng mà nó tế bào nó thoái lưu hoàn toàn, thì cái đó chúng ta vẫn cần đánh giá được. Thì đánh giá thoái lưu hoàn toàn thế nào thì chúng ta phải đánh giá bằng các kỹ thuật khác, ví dụ như PET-CT sau 3 đến 6 tháng điều trị. Với cái biện pháp nào xạ trị bây giờ tốt nhất thì ở nước ta ấy, thì vấn đề tập trung vào xạ trị điều biến liều hoặc là điều biến liều hình cung, cả điểm là IMRT hoặc là VMAT, thì hai cái đó thì Việt Nam đang sử dụng. Còn trên thế giới thì hiện nay có rất là nhiều phương pháp điều trị tiếp theo, ví dụ như điều trị proton, điều trị carbon hoặc là 14 là điều trị hạt nặng, hoặc là một số kỹ thuật khác nữa như là điều trị chiếu quay, tomotherapy. Thì đấy những cái kỹ thuật hiện đại ở trên thế giới. Hy vọng rằng ấy, thì sau này chúng ta còn có những kỹ thuật đó để đáp ứng cho bệnh nhân điều trị ung thư chúng ta càng ngày càng hoàn thiện hơn. Thế thì đối với chúng ta thì hiện nay vẫn có hai cái kỹ thuật đó, thì chúng ta cũng đều chịu đảm bảo cho bệnh nhân được. Về cái vấn đề ảnh hưởng có cho người thân và bệnh nhân ấy, cho người thân và trong người xung quanh hay không, nếu hiện nay chúng ta điều trị bằng kỹ thuật gia tốc thì điều trị xong thì tất cả các cái nguồn phóng xạ đã đóng cả, nguồn hoạt động vì chiếu xạ đã đóng cả. Còn hiện nay chúng ta không dùng cái phóng xạ tự nhiên như Coban 60 như ngày xưa nữa thì hoàn không có ảnh hưởng gì vấn đề đến nơi đó, chúng ta vẫn sống hòa bình với con với cháu cũng như chúng tôi thôi. 30 năm trong nghề xạ trị thì tôi vẫn sống bình thường, vẫn hòa bình với tất cả mọi người, vẫn chung sống với anh em bạn bè và gia đình cả. Và xin cảm ơn các bạn.